Thưa quý vị, trang sức thoa Dikiara độc đáo và mang đậm bản sắc của văn hóa Việt. Cô Dikiara là một sinh viên gốc Việt tốt nghiệp khoa nghệ thuật của trường đại học Rhode Island College, tập trung vào trang sức và đồ kim loại. Theo The Rhode Island College đưa tin, thì hàng trang sức thoa Dikiara của cô chịu ảnh hưởng lớn từ di sản văn hóa Việt Nam, rất sắc sảo và kỳ lạ, nhưng vẫn có thể mang được bình thường mà không trông quá lố. Một trong những sản phẩm của cô là dây chuyền bộ lạc, một bức chân dung tự họa, một chiếc nhẫn đầu rồng có đuôi vòng quanh ngón tay. Rồng là một trong bốn con linh vật thiêng liêng ở Việt Nam. Và một chiếc vòng tay có khuôn đúc từ đầu ngón tay trỏ. Sinh ra ở Hoa Kỳ, Dikiara lớn lên và chịu ảnh hưởng lớn từ văn hóa của Mỹ. Tuy nhiên thì trong gia đình của cô, cha mẹ cô chỉ nói tiếng Việt và cách họ hoạt động có mối liên hệ rất lớn tới văn hóa của Việt Nam. Nhưng khi cô còn trẻ thì cô không thể hiểu được cha mẹ cô. Chỉ khi mà cô đến Việt Nam lần đầu tiên thì cô mới hiểu được phong cách sống của cha mẹ. Cô Dikiara cho hay Việt Nam là một đất nước rất nghèo, vì vậy mà mọi người đều sống một cách rất tiết kiệm. Bây giờ cô đang bảo tồn nền văn hóa đó, không chỉ cho bản thân mà cho cả thế hệ người Mỹ gốc Việt tiếp theo. Là một phần của luận án tốt nghiệp, cô đang thiết kế một loạt các trang sức cho phần đầu và vai lấy cảm hứng từ Việt Nam mà cô dự định sẽ gắn kết với các món ăn Việt Nam. Giống như là một nhà luyện kim thời hiện đại, cô chuyển đổi thực phẩm khô thành kim loại thông qua một quá trình gọi là mã điện.